Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã ban hành lệnh thiết quân luật lúc nửa đêm. Quân đội tiến vào tòa nhà quốc hội, máy bay trên khu vực phủ tổng thống và quốc hội. Những người dân cũng có mặt rất nhanh và rất đông tại đó. Trong số đó có chị NTH, một người Việt tại Hàn Quốc. Chị Hát kể, chị đã nghe tiếng máy bay bay vù vù trên đầu. Chỗ này ở gần Yongsan, phủ tạm tổng thống, và Yodo quốc hội, nên nghe tiếng máy bay rất rõ. Chứ mọi khi thì ở đây không có tiếng máy bay do xa sân bay. Ngay sau khi có tin thiết quân luật, việc tìm thông tin trên mạng rất khó. Trang xã hội như Never Cafe, một kiểu như Facebook, đã bị chặn. Tổng thống Yun ban bố thiết quân luật lúc gần nửa đêm, giờ đó ngoài đường đã bớt người rồi. Nhưng ngay khi thiết quân luật được ban bố, người dân đến ngay tòa nhà quốc hội ở Yodo cùng lúc quân đội tiến vào tòa nhà. Theo quan sát thì gần như toàn bộ người dân đều tỏ thái độ phản đối lệnh thiết quân luật và tỏ thái độ ủng hộ quốc hội. Nói chung người Hàn Quốc không thích những vụ việc liên quan đến thiết quân luật. Thời tổng thống Chun Doo-hwan ban hành thiết quân luật, khống chế tỉnh Gwangju, gây ra biến cố Gwangju 1980 được coi là vết nhơ trong lịch sử dân chủ Hàn Quốc. Người Hàn bảo rằng tổng thống Yoon đang đem Hàn Quốc về thời những năm 1980. Người Hàn còn đang đòi đào mả tướng Park an su người tham mưu cho tổng thống Yoon ban bố tình trạng thiết quân luật. Luật pháp Hàn Quốc cho phép tổng thống ban bố tình trạng thiết quân luật mà không qua quốc hội, nhưng hiến pháp lại cho phép quốc hội dỡ lệnh ban bố của tổng thống. Đợt rồi quốc hội tiến hành luận tội một loạt công tố viên cao cấp. Hôm qua, quốc hội lại vừa cắt bớt ngân sách cho chính phủ. Không biết có phải tổng thống vì lẽ đó mà nửa đêm ban bố lệnh thiết quân luật hay không. Theo lời chị Hát, đến lúc hơn 2 giờ sáng, thỉnh thoảng vẫn còn nghe tiếng máy bay lâu lâu đảo qua đảo lại. Theo luật, khi tình trạng thiết quân luật được ban hành, quyền của cảnh sát sẽ tạm chuyển cho quân đội. Báo đài Hàn Quốc đang đưa tin là dù Quốc hội đã thông qua quyết định bỏ thiết quân luật, nhưng quân đội lại kêu chờ tổng thống Yoon ra lệnh bỏ thì họ mới dám hành động. Người dân thì vẫn ở rất đông trước tòa nhà Quốc hội ở Yeouido. Sau khi Never đã vào lại được bình thường, người dân lướt qua các comment thì thấy toàn là phản đối tổng thống, bảo ông này chính là nội loạn, rồi yêu cầu luận tội. Giờ trên mạng của người Hàn chỉ có hai slogan: bãi bỏ thiết quân luật, luận tội tổng thống. Với cách người Hàn quan tâm tới chính trị thì không chừng rồi sẽ lại có biểu tình. Trong khi đó, những tập đoàn lớn có văn phòng ở Yongsan, phủ tổng thống, đã quyết định cho nhân viên làm việc tại nhà. Dù quốc hội đã yêu cầu bãi bỏ thiết quân luật, nhưng tổng thống Yun vẫn chưa từ bỏ, nên mọi người quyết định làm ở nhà, hạn chế đi công tác. Theo lời chị Hát, người Việt, ai không biết tiếng Hàn thì còn đỡ, ai biết tiếng là biết có chuyện xảy ra, đều đang lo lắng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng đã tuyên bố bày tỏ quan ngại trước những diễn biến tại Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi công dân Anh đang có mặt tại quốc gia Đông Á này theo dõi sát tình hình để đảm bảo an toàn. Trong một tuyên bố chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Catherine West nhấn mạnh, chính phủ Anh vô cùng quan ngại về các sự kiện cùng ngày ở Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi công dân Anh đang có mặt tại quốc gia Đông Á này cần tiếp tục theo dõi tình hình và tuân thủ khuyến cáo về đi lại của Bộ Ngoại giao Anh. Bên cạnh đó, Nga và Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Hàn Quốc. Theo hãng thông tin John Hub, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đặt quân đội vào tình trạng báo động toàn diện sau khi Tổng thống Jun Sức Riêng ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp vào tối ngày 3 tháng 12 năm 2024 theo giờ địa phương. Các quan chức chỉ huy chủ chốt của mỗi đơn vị quân đội đã khẩn trương trở về đơn vị của mình để tăng cường cảnh giác, chuẩn bị và đánh giá tình hình. Quân đội đã ra lệnh cho các chỉ huy từ cấp tiểu đoàn trưởng trở lên trong tình trạng sẵn sàng khẩn cấp. Tất cả nhân viên của Bộ Quốc phòng cũng đã được lệnh phải có mặt để làm việc. Cấp chỉ huy tiểu đoàn trở lên được lệnh dự phòng khẩn cấp, máy bay chiến đấu xuất kích, hầu hết các lực lượng không quân dự phòng khẩn cấp, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, đã xuất kích và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và giám sát trên không. Hàng thông tấn trốn háp thời điểm đó đưa tin rằng, Bộ Quốc phòng đã triệu tập cuộc họp của các chỉ huy chủ chốt, ban hành chỉ thị tăng cường cảnh báo khẩn cấp và chuẩn bị sẵn sàng trong toàn quân đội. Quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động của Quốc hội, phong tỏa lối vào nhà Quốc hội, các thành viên của Quốc hội dường như bị cấm vào tòa nhà. Quốc hội Hàn Quốc ngay sau đó đã gửi thông báo chính thức tới Tổng thống Yoon Suk-yeol và Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật ngay lập tức. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối tuân thủ yêu cầu của Quốc hội. Tuyên bố lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi ông chính thức dỡ bỏ. Trong phiên họp toàn thể của Quốc hội, nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật đã được thông qua với 190 phiếu có mặt, 190 phiếu tán thành, 18 nghị sĩ thuộc phe Tân Hàn trên Han dong hun và 172 nghị sĩ đối lập đã tham gia bỏ phiếu thông qua. Chủ tịch Quốc hội Gu won phát biểu: "Theo quyết định của Quốc hội, Tổng thống phải ngay lập tức dỡ bỏ thiết quân luật. Giờ đây, tuyên bố thiết quân luật là vô hiệu. Điều 77 đoạn 5 của hiến pháp quy định, khi Quốc hội yêu cầu dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật với sự chấp thuận của đa số thành viên đã đăng ký, Tổng thống sẽ dỡ bỏ nó." Chủ tịch Quốc hội Gu won cho biết, Quốc hội sẽ có biện pháp đối phó theo thủ tục hiến pháp để đáp lại tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống dùn sức Giang ngay sau đó tổng thống hàn quốc đã thông báo sẽ dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ông cho biết các binh sĩ được điều động để thi hành thiết quân luật đã trở về căn cứ trong một động thái nhằm khôi phục trạng thái bình thường thông cáo của tổng thống jun sức riêng cho biết tôi đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật với sự kiên định bảo vệ đất nước trước các thế lực chống phá đang tìm cách làm tê liệt chức năng thiết yếu của quốc gia và trật tự hiến pháp của nền dân chủ tự do nhưng do quốc hội yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật tôi đã rút quân được huy động để thi hành thiết quân luật thiết quần luật sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức bằng cách chấp nhận yêu cầu của quốc hội thông qua cuộc họp của hội đồng nhà nước nội các. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu quốc hội chấm dứt ngay những hành động liều lĩnh làm tê liệt chức năng của nhà nước thông qua việc liên tục luận tội, thao túng lập pháp và thao túng ngân sách. Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ở Hàn Quốc có thể leo thang thành bất ổn chính trị sâu sắc, đặc biệt nếu quốc hội và tổng thống tiếp tục bất đồng quan điểm với nhau. Theo hãng thông tấn Yonhap Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có một cuộc họp báo bất ngờ trên truyền hình và ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc ban bố lệnh thiết quân luật trong vòng 44 năm qua. Ngay sau đó, tham mưu trưởng lục quân Hàn Quốc Park An Su, người được bổ nhiệm làm chỉ huy thiết quân luật, công bố sắc lệnh thiết quân luật có hiệu lực. Sắc lệnh cấm mọi hoạt động chính trị, bao gồm cả các cuộc biểu tình và hoạt động của các đảng phái chính trị Ngoài ra, sắc lệnh yêu cầu đặt tất cả các phương tiện truyền thông và nhà xuất bản dưới sự kiểm soát của quân đội. Sắc lệnh yêu cầu các bác sĩ thực tập sinh đình công phải ngay lập tức quay lại làm việc trong 48 giờ. Theo sắc lệnh, người vi phạm thiết quân luật có thể bị bắt hoặc bị khám xét. Yunhap dẫn nguồn thạo tin cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất lên Tổng thống Yun về việc ban bố thiết quân luật. Theo đài truyền hình địa phương YTN TV, ngay sau khi có tuyên bố của Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã trên đường tới Quốc hội và dự định triệu tập một phiên họp bất thường. Các bộ trưởng gồm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cũng triệu tập một cuộc họp cấp cao về lệnh thiết quân luật. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng triệu tập một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao yêu cầu quân đội tiếp tục cảnh giác cao độ. Phản ứng trước động thái trên, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền Han Dong Hun nói rằng tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon là sai và ông sẽ ngăn chặn nó cùng với người dân. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đối lập đã triệu tập khẩn cấp các nhà lập pháp thuộc đảng mình đến quốc hội ngay sau khi Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật nhằm thảo luận và bắt đầu các thủ tục cần thiết để ngăn cản thiết quân luật. Trên mạng xã hội X, cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng nền dân chủ của Hàn Quốc đang bị khủng hoảng. Lãnh đạo Đảng dân chủ Lee Jae-myung gọi tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp của ông Yoon là vi hiến, lên án đó là động thái đi ngược lại với nhân dân. Lãnh đạo Đảng dân chủ đối lập nói, tổng thống Yoon đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp mà không có lý do. Xe tăng, xe bọc thép và binh lính với súng và kiếm sẽ sớm kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sắc Yên tuyên bố chấp nhận dỡ bỏ thiết quân luật như yêu cầu của Quốc hội gần 6 tiếng sau khi có hiệu lực. Mỹ Nga đồng loạt lên tiếng sau thông tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon sức yeol ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, quân đội hai nước Mỹ và Hàn Quốc đang giữ liên lạc sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon sức yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật. Lầu Năm Góc chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ nào từ Seoul trong bối cảnh các sự kiện đang diễn ra. Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết thêm, ông không tin việc tuyên bố thiết quân luật có bất kỳ tác động đáng kể nào đối với khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Theo Thiếu tướng Patrick Ryder, cam kết của Mỹ đối với liên minh và việc bảo vệ Hàn Quốc là vững chắc như sắt đá và phía Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn với phía Hàn Quốc cùng như theo dõi tình hình diễn biến ra sao. Ngay sau đó, phía Nhà Trắng cũng đã bày tỏ sự nhẹ nhóm khi Tổng thống Jun Sức Dương đã quyết định dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật khẩn cấp sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội nhằm ngăn chặn biện pháp này. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nói, Chúng tôi hoan nghênh việc Tổng thống Jun đã thay đổi lập trường đối với tuyên bố thiết quân luật để lo ngại và tôn trọng kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Hàn Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Trước đó, ông Campbell cũng bày tỏ sự hy vọng rằng các tranh chấp chính trị ở Seoul sẽ được giải quyết một cách hòa bình và tuân thủ pháp quyền đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc khuyến cáo người Mỹ tránh những khu vực đang diễn ra biểu tình, đồng thời lưu ý rằng tình hình vẫn chưa ổn định. Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đặt nghi vấn về khả năng các nước phương Tây áp đặt trừng phạt đối với Hàn Quốc sau thông tin trên. Phản ứng trước tình hình, bà Zakharova đặt câu hỏi liệu Litva, Latvia và Estonia đã có động thái nào về vấn đề này hay chưa? Đại sứ quán Nga ở Seoul cũng đã khuyến cáo công dân Nga tránh tham gia bất kỳ cuộc biểu tình chính trị nào đang diễn ra ở Hàn Quốc.